một loại thần dược trong hạ đường huyết ngay trong vườn nhà mà rất nhiều người chưa biết, giúp ngăn chặn các cái biến chứng của tiểu đường gây ra cực hiệu quả. Và các nghiên cứu đã phát hiện ra cái hoạt chất trong cái loại quả này nó có khả năng làm giảm cái tính kháng insulin, tăng tính linh hoạt của các hormone vận chuyển đường, từ đó làm giảm đường huyết, và nó còn có khả năng phục hồi và tái tạo tế bào beta của tuyến tụy đã bị tổn thương, từ đó làm tăng cái khả năng sản xuất insulin, giúp hạ nhanh đường huyết và chậm hấp thu đường sau ăn, và nó còn ngăn ngừa tăng cái lượng đường trong máu rất là hiệu quả. Và đó chính là quả mướp đắng. Vậy sử dụng mướp đắng như thế nào để kiểm soát đường huyết thì rất là đơn giản như sau anh chị nhé. Chúng ta có thể ép mướp đắng và uống vào buổi sáng, hoặc là anh chị cũng có thể uống cái trà mướp đắng bằng cách sao khô quả mướp đắng. Và mỗi lần dùng ấy thì anh chị hãy lấy cái mướp đắng khô này chúng ta đun sôi cùng với nước và uống 2 lần mỗi ngày. Anh chị em nào đang bị tiểu đường hoặc là có người nhà của mình đang gặp cái vấn đề này thì hãy chia sẻ cái mẹo rất là đơn giản này cho người thân và bạn bè của mình cùng biết, để cùng nhau chăm sóc và bảo vệ sức khỏe anh chị nhé. Lương Thị Trang cùng bạn chăm sóc và bảo vệ sức khỏe mỗi ngày.